thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em. Vì bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao mùi tóc lạc môi và thư tình. Anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nào muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ chăm đắng muôn cay thôi vĩnh biệt thiên thu. Mùi tóc làn môi và thư tình. Anh xin gửi lại em và tất cả đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nào muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào chăm đắng muôn cay thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình. Vâng, Hoàng Giao Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao Đô. Video phát hành vào hôm nay buổi tối thứ bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022. Clip vào tối ngày hôm nay, Hoàng Giao xin gửi các bác một cái bộ phối ghép cũng trong phân khúc tầm tiền các bác nhé. Với những bác nào đang có cái mức tài chính loanh quanh khoảng 35 triệu quay trở về thì hôm nay thì Hoàng Gia xin được giới thiệu các bác cái bộ phối ghép ngày hôm nay. Bộ phối ghép này cũng đã rất là chuẩn rồi. Các bác về chỉ chúng ta chỉ cần kê bài và chúng ta cho nhạc và chúng ta là nghe thôi. Và bộ phối ghép ngày hôm nay Hoàng Gia xin giới thiệu đến các bác đó là chiếc âm Minux Man model là 309 kết hợp với đôi loa ngày hôm nay là đôi loa JBL, model của nó là 4313, dòng loa 3 đường tiếng bass 12-15 các bác nha. Lỗ thông hơi hở phía trước. Dòng này thì chơi những dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc vàng rất là ok luôn các bác nhé. Và đặc trưng phần chất âm của dòng loa JB, đặc trưng của dòng loa Mỹ thì các bác biết chất âm nhất là dòng cái phần loa bass, cái chất âm bass của nó thì xuống rất là mềm sâu và chi tiết các bác nhé. Và bây giờ thì Hoàng Gia cũng sẽ đi chi tiết từng sản phẩm cũng như là quay góc cạnh và chung phần cuối là sẽ báo giá từng sản phẩm một các bác nhé. Và đó là đầu tiên thì em xin giới thiệu đến các bác đó là cái hình thức về cái đôi loa 4313. Đó. Với cái dòng 4313 này thì
cũng một số các bác có biết cái model này 4313, 4311, 43, đấy là những bát 25 Hoàng Gia đang kể, là những cái đôi bát 25 mà trong tầm tiền và chơi nhạc hay phải kể đến. Thứ nhất là 4313, 4311, N26, L36. Đó, thì đây là những cái đôi thường là bát 25 N110. Đấy là những cái đôi bát 25 các bác nhá. Đó. Là chơi nhạc vàng và chơi những cái dòng nhạc bolero rất là tuyệt vời. Lỗ thông hơi hở phía trước này. Kiềng là kiềng xương đúc các bác nhá. Lòng bát cũng khá là sâu. Đó. Gân là gân xốp. Gân xốp này thì Hoàng Gia cũng chia sẻ luôn, thì tất cả những gân xốp này thì nếu mà nói về tình trạng nguyên ấy thì gân đều phải thay hết, bởi vì những gân xốp này đa số mấy chục năm thì về đều mục các bác nhá. Đây là loa chung và đây là loa tép, tép đo. Đấy, và chỗ này có hai cái tinh chỉnh, chỉnh tép và chỉnh chung. Đó. Kiềng của rất là sáng các bác nhá. Và đây là e căng của nó đấy ạ. E căng màu nâu, vải nâu các bác nhá. Đấy. Đôi này thì thùng vách thì rất là đẹp luôn, thùng nặng gỗ. Thùng nặng gỗ. Trông loa thì kích thước thì không to cao quá như những dòng loa khác, nhưng mà nói về cấu tạo cũng như là trọng lượng thì nó rất là nặng các bác nhá. Đó. Bởi vì nó sử dụng tất cả những cái ở đây là đều là củ xương đúc hết. Củ xương đúc nên là trọng lượng nó rất là nặng. Đó. Các tuyến loa thì đều đẹp và tất cả đều duy nguyên bản hết các bác nhé. Phần e căng ấy, cái khung gỗ là khung zin. Loa thì sở hữu là lạng gỗ, các bác thể ý này, cái chiều sâu của loa này nó chỉ khoảng tầm 24-25 cm thôi, nhưng mà loa rất nặng luôn. Đó. Hậu yếc thì rất là đẹp luôn. Chiếc bên này cũng thế các bác nhé. Hậu yếc tất cả góc cạnh đều là đẹp. Đó. Chiều cao thì Hoàng Gia ước chừng nó khoảng tầm gần 60, xấp xỉ 60 cm. Đấy. Chiều ngang nó khoảng tầm 36-37 các bác nhá, tầm đó. Và hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin báo giá để các bác nắm được cái giá trị của cái đôi loa 4313 này. Với những bác nào mà có loanh quanh khoảng tầm 16-16,5 triệu quay đầu ấy, thì đôi loa này thì Hoàng Gia đang bán cho các bác là giá là 16.500.000 đồng các bác nhá. Đấy. Đôi này thì các bác có thể ghép với những dòng âm ly Lukman Marang, chơi con này rất là hay. Ngoài ra thì các bác có thể chơi nhiều dòng âm ly khác, Hartmann Karong, Nikit các kiểu thì chơi rất là tuyệt vời. Thì hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin giới thiệu và ghép cho các bác, đó là một con âm ly Lukman, model là 309. Con này size lớn các bác nhá. Size của nó thì nó rơi khoảng tầm 50 đấy ạ. Đấy, khoảng 50, hơn 50 một chút. Con này thì đánh 4 sò sắt, sò neck các bác nhá. Đấy. Và con này thì nó là đối tác của rất nhiều các dòng loa, không riêng là 14313, có thể chơi 4312A, 4312 Canton Monitor, N110, N112. Đó. Và một số dòng như L100 Sangri, 100 Trơn, N26, N36. Đó là những cái model mà bắt 25-30 mà phổ biến trên thị trường, thì con này chơi rất là ok các bác nhá. Đấy. Mặt mũi thì rất là đẹp, là nội thất cũng rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm đến nội thất thì Hoàng Gia sẽ gửi cho các bác qua Zalo. Tất cả những hồi gỗ cũng là hồi zin. Và con này là bản đa cầu điện các bác nhá. Con này nó có hai phiên bản, một phiên bản đa cầu điện và một phiên bản nội địa Nhật. Đấy, con này thì là nó là phiên bản đa cầu điện, nó sẽ có cả điện 220V. Đấy, tất cả các núm nút có bát tép và có những hai cái dải tần số ở đây nữa để chúng ta tăng bát tăng tép. Đấy. Con này thì nó không có nao nớt như những cái dòng âm ly khác, nhưng mà nếu mà để đánh với dòng loa JB thì nó cũng cho chất bát rất là ok rồi. Nhiều bác này cứ mặc định là phải có nao nớt với hay, nhưng mà dòng này thì nó đã nghiên cứu rồi các bác ạ. Khi bật nao nớt lên ấy thì cảm nhận là nghe tép bát thì nó rất là nhiều, nhưng mà các bác sẽ để ý rằng nếu mà chúng ta bật nao nớt lên thì tiếng bát nó hay bị ù. Thứ hai là nó sẽ át hết cái phần trung âm, tức là lời ca sĩ đi. Thì thông thường ấy, anh em chơi audio thì thông thường người ta sẽ tắt cái nao nớt đi, người ta để đánh mộc luôn. Thậm chí con này cũng có cả tránh chức năng đánh mộc các bác nhá. Các bác để về tông đi fit phía dưới này nó đánh mộc mà, tức là sẽ không chỉnh được những cái chức năng ở những cái nút tép bát này nữa, nó đánh mộc luôn, đánh trực tiếp. Còn chúng ta để lock mồ, nâm mồ thì là chế độ cơ bản rồi. Tất cả những cái nút gạt này các bác để nâm mồ cho em nhá. Đấy, nâm mồ. Các cổng đầu vào gồm áo mic AUX2 tuner, ba cổng đầu vào, ngoài ra thì có hai cổng follow 1, follow 2 để dành cho cỡ đĩa than. Đây là đèn báo nguồn. Đây là nút này là volume bên ngoài, bên trong là ba năng cân bằng hai loa. Thì ba năng thì thông thường chúng ta sẽ để ở mức cái vành khuyết này, chúng ta để định mức 12 giờ để nó là chỉ số cân bằng các bác nhé.
Đây, con này thì vỏ thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Vỏ là xịn, vỏ xịn, không có xin xi tút ta gì cả. Kể cả phần sau này các bác có thể nhìn. Đấy, tất cả các rác AUX1, AUX2, Follow 1, Follow 2, Tuner. Đấy, ngoài ra con này có thể nằm rè được, thì nó có cầu chữ U, các bác có thể nhìn nằm rè được này. Đó. Đây là các cầu đấu loa, cầu A, cầu B ở dưới, các cầu chỉ bảo vệ loa, cầu chỉ bảo vệ nguồn, dây nguồn, đa cầu điện, và ở đây sẽ có 3 cái rắc để chúng ta mở rộng cắm nguồn điện. Ví dụ như các bạn có thể cắm đầu điện than hoặc đầu CD, chúng ta có thể cắm ở đây. Và ở đây nó có ghi rõ này, ở cổng dưới là switch 100W max, tức là cái cổng dưới này tối đa các bác có thể cắm được thiết bị tối đa là 100W, còn hai cổng trên là tối đa là 200W. Nên là các bác khi các bác cắm thì các bác nên cân nhắc và chúng ta xem cho cái thiết bị chúng ta cắm nó là thiết bị gì. Nếu các bác đưa điện 220V vào đây thì những cái này sẽ là 220V. Còn nếu các bác đưa điện 100V vào đây thì sẽ là 100V ở đây. Nên các bác lưu ý nhá. Tránh trường hợp một số bác lại đưa điện 220V vào đây nhưng nghĩ ở đây nó sẽ là 100V hoặc 120 cắm vào đây là lập tức cháy luôn. Vì lý do Hoàng Gia có nói rồi. Khi các bác đưa điện ở đâu vào là bao nhiêu thì ở đây sẽ là ra bấy nhiêu. Đấy, đưa 100 vào đây thì sẽ ra 100 ở đây. Nếu mà đưa 200 vào đây thì nó sẽ là 200 ở đây. Nên các bác lưu ý cho em. Đây là khối tản nhiệt, sau này sẽ là 4 con sò. Đấy. Nukeman 309 này thì là đối tác của rất nhiều dòng loa rồi. Hoàng Gia có kể cho các bác rất nhiều các dòng loa JB nổi tiếng trên thị trường thì con này chơi rất là tốt luôn các bác nhá. Và con này giá của nó thì cũng là trong cái phân khúc chúng ta có thể đầu tư được. Nó rẻ hơn 309V và nó rẻ hơn N80V các bác nhá. Và Hoàng Gia cũng xin báo giá để các bác tham khảo cái con Nukeman N309 trơn. Con này là 309 trơn các bác nhá. Con này thì các bác để ý rằng nó sẽ sở hữu hai cái tụ lọc nguồn rất là khủng luôn, to như cả cái lon bia 333 ấy. Đấy. Bác nào chắc chắn là nhiều bác sẽ xem cái nội thất rồi. Còn nào bác nào chưa xem hoặc là muốn quan tâm thì Hoàng Gia sẽ gửi ảnh Zalo cho các bác các bác nhá. Con này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 17 triệu các bác nhá. 17 triệu cho em âm ly Lookman 309 trơn. Đấy. Giá thì Hoàng Gia cũng đưa một cái giá tốt để các bác tham khảo. Đây là đối tác của những dòng loa JB. Với bác nào đang sở hữu loa JB thì chơi con này rất là ok luôn. Đấy, ngoài ra thì cũng có thể chơi một số dòng loa khác được. Đấy, trước em còn ghép con này với cả đánh cả những dòng loa của Nga S90 rồi các kiểu, chơi rất là ok các bác nhá. Không nhất thiết là chúng ta chỉ mặc định nó là JB đâu ạ. Quan trọng là chúng ta có thử ghép hay không và chúng ta có đồ để chúng ta thử hay không thôi. Đó, cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết về mua bán cũng như là về tư vấn sản phẩm âm thanh thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại trên tấm biển màu xanh ạ. 0975 884009, địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia vẫn nhận ship code toàn quốc, và nếu bác nào đến tại cửa hàng thì mời các bác có thể qua tại cửa hàng Hoàng Gia ở ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, nhà N4 tầng 1, có chỗ để xe ô tô cho các bác nhé. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video vào ngày mai chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022. Cảm ơn và Hoàng Sa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.